Ngày hôm nay mình sẽ quay cái trái nhào các bạn. Đây là trái nhào nha. Trái nhào mình hái để mà ngâm cái đường vàng này thì trái nhào nó phải hờm hờm vậy thôi. Đừng có chín quá nha các bạn. Hờm như thế này nè. Chín quá thì nó sẽ khi mình bị càng ngâm nó bị dễ bị nhão ra, bị bấy ra đó. Cái này là đường vàng nè các bạn. Này đường vàng ha. Còn cái này là cái bình rượu Hỷ Tinh 2 lít. Bây giờ mình sẽ cho một lớp đường phèn, một lớp nhào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái trái nhào vô. Rồi mình sẽ cho một ít đường phèn lên ha. Rồi ok, là một lớp nhào lên. Đó, rồi một lớp đường phèn. Thì cái đường phèn này khi mình giống như nó giống như hai khi mà cái trái nhào này nó lên men thì giống như cái cây mà nó lên men á các bạn, có đường nó lên men ha. Đó, cái bạn sẽ cho hết cái nhào vô. Là một lớp đường phèn ha. Các bạn có mật ong thì các bạn ngâm mật ong ha. Còn mình không có, mình sẽ ngâm đường phèn. Thì khi các bạn ngâm rượu thì cái trái nhào này nó hơi lắm, nó hôi lắm, nhiều khi các bạn uống không có được đâu, nó hôi quá thì các bạn sẽ khó, rất là khó uống. Nó biết bởi vậy nên các bạn ngâm cái này thì nó sẽ ok hơn. Mình sẽ lắc cho nó xuống nha, lắc cho nó đều, nó dẻ dẻ cái trái nhào rồi xuống, nó dẻ lớp một lớp đường một lớp nhào ha. Và để mình lắc cho nó đậy nắp lại ha, lắc sao cho nó dễ. Đó. Rồi mình sẽ cho một ít cái nhào vô, xếp theo cho nó đều, nó dễ lại nha các bạn, nó càng dễ càng tốt nha. Rồi ok, mình sẽ cho một lớp đường phèn lên ngập mặt nha các bạn, ngập cái này luôn, nó sẽ tan các bạn, khi mà nó ấy nó sẽ tan. Rồi ok, mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Nó cứ như thế này thì một thời gian sau cái nó sẽ ra cái một cái, nó lên men, nó tạo ra cái rượu nhào nha. Cái này thì rượu nó sẽ lên men tự nhiên nha các bạn, chứ không phải là mình ngâm rượu nha. Đó. Ngâm rượu thì nó khô, nó hôi lắm, nó hôi, nó khó uống lắm, người nào uống được thì tốt. Còn cái trái nhào này thì khi các bạn uống tị đau nhức mỏi hay lắm nha. Với lại trái mang trái nhào này nè các bạn, thì khi mà các bạn bị nếu mà các bạn ăn tươi cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn bị mỡ bụng á, mỡ bụng hoặc là gan nhiễm mỡ hoặc là mỡ bụng này, nói chung là béo phì mà mình muốn giảm cân á, các bạn lấy cái những trái hờm hờm như thế này nè, nếu mà các bạn ăn tới chín được thì tốt, còn không được thì các bạn bỏ vô máy sinh tố nha. Như thế này nè, các bạn xay xay xong cái bạc lược lấy nước cốt của nó pha một chút xíu đường uống vô, giảm cân, giảm cân, giảm mỡ bụng đó. Rồi chị nhức mỏi rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Thì khi nào mà nó lên men nó làm ra cái rượu thì mình sẽ quay lại nha. Này các bạn đón xem cái phần cái thành quả cái rượu này nha. Nó cái này chắc khoảng 2-3 tháng sau nó mới thành rượu được. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.